bao giờ trong cái chặng những cái chặng đường đó của chị chị gặp khó khăn không và những lúc đó thì ai sẽ là cái người bên cạnh để mà cùng chị vượt qua những cái khó khăn đó có uh, cái năm đó là đi theo đoàn sang hàng phương lúc đó còn khó khăn nghèo lắm đâu có tiền đâu mà hát một đêm thì nhớ là đó 500 đồng gì đó có bầu em bé cái uh, thèm ăn hủ tiếu mà không có đủ tiền để ăn nữa đó nhưng mà vẫn mê hát mê lắm dù cho nó có cực khổ đến thế nào là thiếu thốn như thế nào đi nữa vậy là cái đam mê nghệ thuật đó mình không cảm thấy lúc nào là khó khăn hết không trơn không thấy đó nào trời. khó khăn hết á được hát là, coi như là, 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 mê mê đến nỗi mà mong trời sáng xong rồi trưa trưa đi chiều chiều lẻ lẻ rồi là tối là hát. em biết là có một cái giai đoạn đang trên cái sự nghiệp mình đang rất là thăng tiến trên cái đỉnh vinh quang thì chị lại rời khỏi việt nam chị đi cái lúc mà chị đi như vậy đó thì chị có nghĩ là mình sẽ quay trở lại cái niềm đam mê của mình hay không hay lúc đi đó là chị nghĩ là là thôi xong rồi chị nghĩ rằng là đưa con đi để cho con nó đi học. Ừ. Rồi chị sẽ về trở lại. À, có nghĩa là lúc đi mình vẫn sẽ nghĩ chị là mình sẽ trở quay trở lại, lại đúng quay không chị? trở về, quay trở về dạ. nữa. Không ngờ rằng là khi một người mà xa quê hương rồi ở nơi xứ người rồi mới thấy rằng là tất cả mọi công việc gì cũng là mình đảm đang hết. Dạ. Thời gian cái nó kéo dài kéo dài hết hết chuyện này tới chuyện khác. ở vụt một cái là 15 năm đúng ừ, không vụ chị? Vụt cái 15 năm. và dạ. Xuân năm này hẹn mùa xuân tới xuân bây giờ hẹn đến xuân sau chị thanh hằng nhớ sân khấu lắm nhớ quê hương nhớ khán giả dữ lắm luôn nhưng mà nhìn lại con của mình mình muốn cho con mình nó có đầy đủ yeah. tình thương và sự học vấn cho nên là đành phải gác lại một bên dạ. nhưng mà đêm đêm nằm là chị mơ chị ngủ chị thấy chị bị trễ tuồng hoài trái hoài, trái quay luôn buồn hả đúng là đứt ruột thiệt nếu như mà mình không có vì một cái sự cố hoặc một cái sự kiện là mình gãy đổ trong cái hôn nhân nữa thì chị có quay về chưa không phải là chuyện gãy đổ hôn nhân mà chị quay về con gái của chị cũng có nói mẹ ơi con hiểu được cái điều cái niềm đam mê của mẹ lắm có những lúc mà ngồi trên xe chở nó đi học về đó cái chị ngồi chị ca, chị ca lại những cái trích đoạn cũ của chị, chị hát lại những cái bài ca mà về xuân này kia nọ đặng đến tết, tết rồi mình hát cho chùa và những cái việc thiện nguyện nào đó có đến chị hát thì chị học những cái bài ca nó phù hợp với chương trình là chị hát, chị vừa ca mà có đoạn nào chị không kèm được nước mắt chị khóc thì con nó hiểu cái thời điểm mà chị kể cho em nghe ngày xưa đó thèm tô tiếu mà không có tiền để ăn hủ tiếu mà chị vẫn vượt qua được để nó không sao tuy rằng là tài chánh nó, nó không có gọi là rộng rãi mấy nhưng mà chị cảm thấy rằng là với cái niềm đam mê của chị là chị đã thỏa mãn vô cùng luôn có một triệu thì ăn một triệu có năm trăm thì ăn năm trăm dạ. có ba trăm thì ăn ba trăm như vậy là đủ rồi miễn làm sao còn giữ được cái chất giọng ca này nè một cái cách diễn xuất ở trên sân khấu và mang đến cho khán giả những cái gì mà khán giả thương mến mình đó là điều tốt đẹp đối với yeah. chị rồi bởi vì thật ra trong cuộc sống mình biết đủ là nó đủ hả chị ừ. mình biết nó vừa là nó vừa kinh tế thì thật sự ai cũng cần hết à, ai tuy nhiên cần. nếu mà mình không có biết đủ á thì mình sẽ không bao giờ cảm thấy Đúng mình là. được hạnh phúc Đúng không là. bao giờ thoải mái mình được làm công việc mình yêu thích đủ cái có cơm ăn ngày ba bữa là mình thấy quá hạnh phúc là lạ, quá. quá vui rồi dạ yeah. yeah.